một không gian riêng tư với mỗi cá nhân. Một không gian chiếm đến 1/3 thời gian trong ngày của mỗi người là nơi chúng ta yên tâm nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, cũng chính từ không gian ấy có thể mang đến nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe mà vô hình chung chúng ta bỏ qua hoặc không chú ý đến. Trong một căn nhà hiện đại có rất nhiều không gian được sử dụng chung, nơi mà mọi thành viên trong gia đình có dịp chia sẻ, gặp gỡ với nhau như phòng khách, phòng ăn, phòng sinh hoạt chung. Tuy nhiên, thời gian sử dụng các gian phòng này sau cả một ngày dài làm việc cũng không nhiều. Chỉ có phòng ngủ là gian phòng mang tính chất riêng tư nhất. Cũng là gian phòng được sử dụng nhiều nhất trong một căn nhà. Tùy vào độ tuổi của từng thành viên trong gia đình mà phòng ngủ cũng được bày trí theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, đa phần mọi người đều muốn căn phòng nghỉ ngơi của mình là một không gian yên tĩnh, ấm áp. Bởi sau một giấc ngủ dài, sức khỏe được phục hồi, tất cả lại sẵn sàng cho một ngày lao động học tập mới. Do tính chất xây dựng của mỗi căn nhà hiện đại, do điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình, ngày nay phòng ngủ thường không gói gọn chỉ là không gian để ngủ. Phòng ngủ người lớn thường kèm theo những đồ công nghệ giải trí tiện ích như tivi, đầu máy. Phòng ngủ trẻ em thường kiêm luôn phòng học, phòng đọc sách, phòng giải trí. Vừa tiết kiệm được diện tích xây dựng và cũng phù hợp với nhu cầu của mỗi thành viên trong gia đình. Gia đình tôi thì cũng chia ra thành nhiều phòng. Ngoài cái mục đích sử dụng là để vào phòng ngủ thì tôi tận dụng phòng để là phòng làm việc này hoặc là phòng học của các cháu. Dù là một không gian quan trọng với tính chất giúp chúng ta nghỉ ngơi, phục hồi lại sức khỏe sau cả một ngày dài, thế nhưng do bận rộn, nhiều gia đình ít quan tâm đến việc dọn dẹp, thay giặt các vật dụng như chăn ga, gối đệm trong phòng ngủ. Lâu ngày vi khuẩn sẽ phát sinh và gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Phòng ngủ cũng là không gian riêng tư. Mỗi người tự sắp xếp, bố trí, ít có sự ra vào của những người khác. Hạn chế với các hoạt động như ăn uống, vui chơi. Vì thế nhiều người có suy nghĩ đó là không gian vô cùng sạch sẽ. Chính suy nghĩ này nên khi nói đến các nguy cơ gây bệnh từ phòng ngủ, không ít người vô hình đã bỏ qua, không chú ý tới. Thực ra thì nếu mà so với tất cả những cái phòng trong gia đình ấy, thì phòng ngủ được coi là phòng sạch, bởi vì nó không tiếp xúc được, tiếp cận đến những cái thức ăn như là nhà bếp hoặc là phòng khách thì người đi ra đi vào, phòng ngủ nó tĩnh tại hơn. Ê, thế nhưng mà nói như thế thì cũng không phải là đúng hoàn toàn, bởi vì là so thì cảm giác rằng là nó là phòng sạch nhất. Nhưng mà trên thực tế nó cũng có nhiều cái thứ mà gây nên những cái bệnh tật. Dù chúng ta không có sinh hoạt nào khác trong phòng ngủ, ngoài việc ngủ nghỉ, cơ thể chúng ta vẫn là một cơ thể sống, tức là vẫn có sự trao đổi hoạt động và bài tiết. Chúng ta vẫn hít thở, thải ra khí CO2 và kể cả những chất khác chúng ta thở vào trong không gian đó. Trong quá trình ngủ, cơ thể vẫn liên tục đào thải những chất không cần thiết. Dễ nhận thấy nhất là da và móng tay. Những tế bào chết được thải ra đó sẽ bám dính trên quần áo,
tích trữ lâu dần trong chăn ga gối đệm, những vật dụng chúng ta tiếp xúc hàng ngày khi ngủ. Và nếu không thường xuyên thay giặt những sản phẩm đó, nguy cơ chúng để lâu ngày sẽ dần sinh ra vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Ngoài ra còn là nguy cơ từ ký sinh trùng. Còn người ta một ngày thay da đổi thịt rất là nhiều, da bong da. Cái da bong da thì nó đi đâu? Thì trên thực tế nó đã sinh ra một loại, còn nó gọi là bọ ăn da, là ngay trên chiếu của chúng ta, chạy trên chiếu ấy, bé li ti. Nhưng mà nó ăn hết cái đấy, bản thân nó cũng sẽ bị nhiễm khuẩn. Nó ăn rồi nó sinh ra, nó lớn lên, nó chết. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là cái đó là một cái. Cái thứ hai tức là bản thân cái quá trình chúng ta hít thở vào thì chúng ta sản sinh ra một cái chất khí có khả năng nhiễm vào trong cái phòng của chúng ta. Vì vậy cho rằng là cái khi nếu chúng ta không tổ chức mất phòng nó thoáng, tức là phòng ở ngủ mà không thoáng, thì cái khả năng lưu thông không khí nó kém, và cho đó nó cũng là một cái ô nhiễm rất là nặng. Phòng ngủ cũng là không gian riêng của mỗi người, vì thế cũng được bày trí theo sở thích và cá tính của mỗi thành viên. Có phòng ngủ đơn giản chỉ gồm giường và bàn tủ, cũng có phòng ngủ sẽ được treo tranh, sơn những màu sắc khác. Có phòng được lát đá, có phòng dùng gỗ ép hoặc lót thảm trải xuống mặt sàn. Đôi khi chúng ta dùng những vật dụng mang tính chất nhân tạo. Những vật dụng nhân tạo này hầu như là những sản phẩm có hóa chất. Vì vậy, dù ít hay nhiều, chúng ta đều đã mang một lượng hóa chất vào trong phòng ngủ. Lâu nay chúng ta thấy cái phòng ngủ chúng ta được coi là được trang trí, trang trí rất là hiện đại. Ví dụ như là chúng ta sơn, cái sơn rất là tốt. Vì thế là sơn lâu nay nó có một cái ưu điểm, tức là nó sạch, nó nhặn và nó không bị thính bụi, vân vân, thì nó là rất tốt. Nước rửa nó rất là trong sạch. Nhưng mà cái thực ra cái công nghệ dùng sơn nó hư hẳn cái công nghệ mà làm tường bằng cái quét vôi. Ý thế nhưng mà thực ra là vệ sinh an toàn ấy, thì cái làm tường bằng cái quét vôi thì nó có bụi phấn, nhưng mà nó nếu mà chúng ta không đụng vào nó thì nó không bay được. Thì về bằng vôi thì lại tốt hơn là dùng cái dùng sơn, bởi vì là trong sơn người ta dùng những hóa chất để người ta làm chất màu, làm chất keo dính, cho nên là cái chất đấy nó tách dần ra, nó thoát ra trong phòng và nó gây ra những nhiễm độc. Ngày nay phòng ngủ người lớn thường gồm nhiều đồ vật điện tử như tivi, đầu máy, do nhu cầu giải trí trong một không gian riêng tư. Thế nhưng thực tế các nhà khoa học đều khuyên chúng ta không nên đặt các thiết bị điện tử trong phòng ngủ vì các bức xạ của chúng ảnh hưởng không tốt đến giấc ngủ và sức khỏe của con người. Với phòng ngủ trẻ em, để chiều theo ý các bé, nhiều gia đình chọn bày trang trí nhiều đồ vật, cho phép các bé ôm các loại đồ chơi như thú bông lên giường ngủ. Thậm chí nhiều gia đình có vật nuôi trong nhà cũng sẵn sàng cho phép vật nuôi được vào phòng ngủ, còn có thể lên giường mà không hay biết, đó là một nguy cơ gây hại sức khỏe không hề nhỏ. Nếu mà vì sức khỏe của trẻ em mình, con mình ấy, thì không nên cho trẻ em tiếp cận với nhiều những thứ mà nó, cái đồ càng nhặn càng tốt. Nên trẻ con tức là sinh ra vì cái đồ nhặn ấy là nó có khả năng rửa rất là nhanh, lau rất là nhanh, không bị bụi. Chứ còn trẻ con mà gây bụi thế nào cũng bị viêm phổi, bị họng, bị viêm họng. Cho nên là theo tôi thì không nên chơi cho trẻ con chơi những cái đồ mà nó như vậy. Tốt nhất là nên nhặn, đồ nhặn. Không nên có đồ góc cạnh để cho con nó va đập vào, không nên làm cho nó trơn là tốt nhất, và không nên nhiều thứ mà rườm rà như lông lá. Tiếp xúc liên tục với các nguy cơ gây hại trong phòng ngủ, chúng ta sẽ đối mặt với nhiều căn bệnh, trong đó dễ gặp và phổ biến, đó chính là bị dị ứng. Những người bị dị ứng với những hóa chất có trong phòng ngủ lâu ngày sẽ có những dấu hiệu ngoài da dễ thấy, như da bị ửng đỏ, bị mẩn ngứa, khó khăn trong việc hô hấp.
Khi có những dấu hiệu này, mọi người thường chỉ tìm nguyên nhân từ môi trường bên ngoài, khói bụi hay từ môi trường công việc. Mà ít ai có thể ngờ, ngay từ chính trong không gian, nơi mà bạn yên tâm nghỉ ngơi, thư giãn. Từ cái đầu tóc khi chải chúng ta cũng sinh ra bụi, da mình nó thoát ra, và đó là chất hữu cơ vi sinh vật có thể phát triển được, khi ẩm vào nó có thể phát triển được. Thế rồi là quần áo chúng ta mặc thì bụi ngoài đường bám vào, thế rồi chúng ta sinh ra bụi, bản thân cái đấy nó bị hư hỏng, nó gây ra bụi. Đặc biệt là bây giờ các vị này còn xài sang hơn, vì là mặc đồ lông, ví dụ mặc đồ lông thú, mặc đồ lông tận với giả lông trông rất là kiêu sa đấy, nhưng mà thực tế nó cái thứ là nó gây ra bụi, rất nhiều, gây ra bụi rất là mạnh và gây ra khả năng gây ra dị ứng. Hoặc là bụi trong nhà, bụi vô cơ, rồi bụi do những cái chất mà hữu cơ như lá cây, lá rụng, rồi là cái rồi là những xác thú, xác vật chẳng hạn, nó rơi xuống thì tất cả những cái bụi đó là nó khả năng tồn tại được. Thế thì nếu chúng ta không mà thu gom nó ra vào để đổ vào một chỗ ấy, thì cái bụi đó nó sẽ khô, lúc là nắng thì nó khô, lúc mưa lúc rồi người ta giẫm nát thành bụi và nó bay theo gió, nó đi khắp nơi và nó gây ra cả bụi hữu cơ và vô cơ. Nhiều ông bố hay các thành viên nam trong gia đình nghĩ phòng ngủ là không gian riêng nên sẵn sàng hút thuốc trong phòng ngủ. Đây là một việc làm nguy hại đến sức khỏe của bản thân và những người trong gia đình rất lớn. Hút thuốc lá có thể làm mất giấc ngủ, dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, rối loạn tâm trạng, trầm cảm và lo âu. Khi hút thuốc lá trong phòng ngủ, khói thuốc sẽ lưu lại lâu dài trong không khí và khi ai đó bước vào phòng, họ sẽ lập tức tiếp xúc với khói thuốc lá. Khoa học đã chứng minh khói thuốc lá ảnh hưởng đến nhịp điệu sinh học ở phổi và não bộ, gây ra tình trạng viêm sưng và trầm cảm. Chó, mèo cũng là vật nuôi phổ biến trong các gia đình, nhưng nhiều người quá cưng chiều vật nuôi nên sẵn sàng cho chúng vào phòng ngủ, thậm chí có thể ngủ cùng. Rất ít người biết các thú nuôi này cũng có thể mắc nhiều loại bệnh và lây sang người, kể cả các bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Mầm bệnh cũng có thể lây qua các vết cào, cắn của thú nuôi. Thú nuôi còn có thể gây bệnh cho người qua đường hô hấp do hít phải lông thú có chứa ký sinh trùng, vi khuẩn. Những cái phòng ngủ của cháu nhỏ ấy, thì thường tôi không thích cho các cháu nó để những cái ví dụ như là thú nhồi bông à, nó không tốt cho sức khỏe, hoặc là những cái thú con thú vật nuôi ấy, là cũng không có cho rời lên trên giường vì sợ là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của các cháu không tốt. Và những cái đồ vật dụng như là sắt nhọn, dao kéo là không bao giờ tôi để cho các cháu nó để trong phòng ngủ của cháu nhỏ. Món đồ được nhiều bà nội trợ yên tâm sử dụng để làm sạch cho căn phòng ngủ của mình, xua bớt mùi khó chịu, chính là nước hòa xịt phòng. Các sản phẩm nước xịt phòng có chất tạo hương từ nguyên liệu tự nhiên, tốt hơn nhân tạo. Tuy nhiên, hiện nay rất khó phân biệt được. Đa phần hiện nay, những sản phẩm này được tạo mùi nhân tạo từ các loại hóa chất. Tác hại của việc sử dụng thường xuyên những sản phẩm này không thể thấy ngay mà sẽ biểu hiện sau một thời gian dài. Đặc biệt, không nên dùng nhiều cho những căn phòng kín, ít sự lưu thông không khí. Cầu gì nó cũng là có mang tính chất hóa chất, nó cũng không tốt cho sức khỏe lắm. Chỉ trong thỉnh thoảng chúng ta, thế mà sau khi làm xong thì khoảng tầm 30 phút sau ta mới có thể vào để ngủ hoặc là chứ không có là ngay. Một trong những thiết bị hiện nay được nhiều gia đình ở các đô thị hiện đại sử dụng, đó chính là điều hòa. Điều hòa thường được lắp trong phòng ngủ để điều chỉnh nhiệt độ không khí trong phòng ngủ. Nhiều hãng điều hòa quảng cáo những sản phẩm điều hòa diệt vi khuẩn giúp bảo vệ người dùng khỏi các tác nhân gây bệnh.
nhưng thực tế, điều hòa nhiệt độ cũng chính là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn có hại cho sức khỏe của chúng ta. Điều hòa thường được lắp trên cao nên việc vệ sinh điều hòa cũng ít được các gia đình lưu tâm. Nếu có, cũng cách quãng trong một thời gian dài. Đứng về đánh giá thì phòng ngủ là phòng sạch nhất trong nhà. Nhưng mà dù sao cũng nữa thì chúng ta phải thường xuyên vệ sinh bằng cách tức là thay chăn ga với đèn thường xuyên và lau tường nhà thường xuyên, và đặc biệt là phòng thật phải thật thoáng. Trong trường hợp nhất thì phải phòng thật là thoáng. Chứ còn nếu mà lạm dụng tất cả cứ lúc nào điều hòa, mùa đông thì điều hòa nóng, mùa hè thì điều hòa lạnh. Tức là chúng ta không có không khí mà tự nhiên đi vào thì cái phòng đó nó bị ô nhiễm rất là nặng. Các thiết bị như quạt, điện máy đặt trong phòng ngủ không được lau chùi sạch sẽ thường xuyên cũng là một trong những nguyên nhân khiến căn phòng ngủ có nguy cơ tấn công sức khỏe của người nằm. Nhiều chiếc quạt cánh đã bám bụi sẽ thổi bụi, những chất bẩn lan ra trong không khí, khả năng tiếp xúc với da hoặc tiếp xúc với đường hô hấp cũng khiến chúng ta dễ mắc các căn bệnh như dị ứng nhiễm trùng, viêm hô hấp. Thảm trải sàn là vật dụng được nhiều gia đình hiện đại ngày nay dùng trong phòng ngủ. Chất liệu thảm trải sàn có thể phóng thích ra các chất hữu cơ thể khí dễ bay hơi, là tác nhân gây đau đầu và các vấn đề về đường hô hấp. Sóng điện thoại di động có thể là ảnh hưởng đến vỏ đại não, tức là hoạt động thần kinh. Sóng TV cũng có thể là như vậy. Ví dụ chúng ta cầm cái mở cái tắt, nhất là đặc biệt là những cái TV mà dùng sóng quét ấy, sóng quét. Chứ mà bây giờ thì màn hình phẳng nó mà thì màn mình lặng, thì TV màn hình mà nó bằng ống quét ấy, thì chúng ta tắt nó bùng quét nó tắt. Thì cái đấy là tạo cái dao động sóng rất là lớn. Thế thì cái loại hiện đại, cái TV hiện đại bây giờ nó dao động theo một kiểu một dạng khác, nguyên tắc của nó là một dạng khác. Vậy cho nên là cái khả năng phát sóng nó ra ngoài cũng không hạn bị được hạn chế. Nhưng mà nhìn chung là radio thì về an toàn tôi cho là không vấn đề gì. Nhưng mà sóng điện sóng của TV thì có thể về tần số quét cũng rất là cao hơn một ít. Nhưng mà trên thực tế thì người ta với cái tần số khoảng 2 mét, cách 2 mét tới 3 mét thì nó không phải nhiều nhiều lắm so với ngay cái điện thoại di động. Mức độ đại động còn cao rất nhiều với trong đại động. Tuy được thế nhưng sát động cực mạnh. Phòng ngủ của chúng ta có nhiều vật dụng nặng, dày như giường, nệm, chăn ga. Vì thế, việc vệ sinh cũng khiến chị em phụ nữ gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc không thể vệ sinh thường xuyên, thường theo định kỳ. Thỉnh thoảng tôi cũng làm những cái vệ sinh như là lau bằng những cái nước tẩy rửa trong nhà để cho nó sạch và mở cửa phòng cho nó thoáng, cho nó thoát những cái mùi cái trong nhà. Đấy là những cái mà mình cần phải làm vệ sinh trong gia đình. Là những lau chùi này, hàng ngày là phải lau chùi quét dọn, những ngày mà nó ẩm nồm thì là mình phải làm sao lau cho nó khô để các cháu nó đi nó không bị trơn ngã. Để có một sức khỏe tốt, giấc ngủ đảm bảo là vô cùng quan trọng. Vì thế, việc giữ gìn vệ sinh phòng ngủ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, điều tưởng chừng như đơn giản này không phải ai cũng lưu tâm và để ý tới. Phòng ngủ thường là không gian khép kín. Trong khi đó, môi trường khép kín lại luôn tiềm ẩn nhiều tác nhân gây bệnh. Và đã được chứng minh là nguy hiểm hơn gấp 10 lần so với các tác nhân gây bệnh ở ngoài trời. Vì thế, việc cải thiện chất lượng không khí trong phòng ngủ là vấn đề được lưu tâm hàng đầu. Buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, phải mở cửa và bật quạt thông gió từ 10 đến 15 phút. Những gia đình có lắp máy điều hòa nhiệt độ, ngoài việc thường xuyên mở cửa cho thoáng,
Mỗi tuần cũng nên rửa lưới lọc không khí trong máy điều hòa một lần. Chúng ta nên thường xuyên dùng khăn ẩm lau chùi vào các đồ đạc và nền nhà trong phòng ngủ. Do điều kiện diện tích nên nhiều gia đình hiện nay phòng ngủ có diện tích nhỏ hẹp. Thậm chí không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào nên rất kín. Để có không gian sạch sẽ, thông thoáng khí, điều tối kỵ là việc hút thuốc lá trong phòng ngủ. Hút thuốc lá trong phòng ngủ sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe của chúng ta. Diện tích phòng ngủ càng nhỏ, nguy cơ gia tăng các bệnh liên quan đến hô hấp càng cao khi có mùi khói thuốc lá. Không khí càng thoáng đãng, hạn chế các mùi thơm, mùi khói thuốc, càng dễ khiến cho chúng ta đi vào giấc ngủ, cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn. Nguồn gây ô nhiễm từ hợp chất của các vật liệu kiến trúc, các đồ trang trí trong phòng, cũng như giường tủ, bàn ghế làm bằng gỗ dán đều là những vật liệu có hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì vậy, nếu phòng ngủ có quá nhiều những đồ đạc vật liệu này, chẳng khác nào biến phòng ngủ thành một phòng đầy hóa chất. Vì thế, việc trang trí phòng ngủ cũng nên hạn chế bày nhiều đồ la liệt. Các đồ đạc trong nhà nên để sát tường, dành ra một không gian rộng để hoạt động. Như vậy, phòng sẽ sáng sủa, thoải mái hơn. Phòng ngủ của các gia đình, dù là sang trọng hay là không, thì nên trang trí tối thiểu, đừng nên trang trí tối đa để cho cái đồ đạc nó rườm rà, miễn là trông nó gọn nhẹ sạch, trông trang trí nó phải thôi. Một theo là đừng nên bày biện đồ đạc dụng cụ nó đến mức tối đa, mà nên đừng bày với dụng cụ đến mức tối thiểu. Chăn màn thì nên gọn gàng và gấp nó thực tế, vì vừa nó là tạo thêm một cái thói quen, tức là sống nên sống gọn gàng, nhưng vừa tạo được điều kiện, tức là giải sinh bụi. Đồ trên giường trực tiếp tiếp xúc với da, cơ thể tiết bã nhờn, mồ hôi và lớp da chết hay tế bào biểu mô da, bụi trong không khí cũng sẽ rời trên giường. Do đó phải giặt sạch sẽ, phơi phóng bộ chăn ga gối trên giường ngủ ít nhất 1 tuần một lần hay 2 đến 3 tuần thay thế một lần. Một điều cũng cần lưu ý là sau một ngày dài làm việc, cơ thể chúng ta bám rất nhiều bụi. Nó là tổng hợp các loại hỗn hợp hữu cơ và vô cơ tổng hợp có thành phần phức tạp do cơ thể bài tiết hay từ những loại động thực vật như phấn hoa, lông vũ. Nhiên liệu đốt cháy, hơi hay khói thuốc, những hạt bụi nhỏ bị cơ thể hít vào do ho. Bụi từ vật liệu xây dựng và ma sát bề mặt hay từ quần áo, khăn giấy. Khi mà có một số người có rất là có thói quen, tức là rũ chăn, rũ chiếu trước khi đi ngủ. Đó là một cái thói quen rất xấu. Thói quen rất xấu vì sao như vậy? Vì khi chúng ta rũ chăn, rũ chiếu hoặc là chúng ta mắc màn, và có một số gia đình mắc màn đi ngủ, thì đó là mắc màn là thói quen tốt. Thế nhưng mà lại không nghĩ rằng mình đang làm một động tác rất là bay một cái lượng bụi cực kỳ mịn ở trong chăn chiếu, trong giường, bay ra khỏi không gian chúng ta đang ngủ. Để đảm bảo một sức khỏe thật tốt, hãy chăm sóc cho chính ngôi nhà nơi bạn đang ở. Bởi chính từ nơi đây, bạn có những giấc ngủ ngon, những bữa ăn an toàn, những giờ nghỉ ngơi thư giãn nhẹ nhàng. Phòng ngủ là căn phòng quan trọng đối với mỗi gia đình và đối với sức khỏe của mỗi người. Vì thế, không gian phòng ngủ cần phải được quan tâm, chứ không chỉ là một cái giường để nằm. Đừng để phòng ngủ, thay vì là căn phòng để bạn nghỉ ngơi, thư giãn, lại chính là căn phòng mang lại những nguy cơ bệnh tật đối với sức khỏe của mỗi người.